cụ tiền nhân xưa thường dạy: cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bởi biển rộng sông sâu. Con người nguồn gốc bởi đâu? Có tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Mảnh đất quê hương trái thơm quả ngọt, tình thương mặn mà. Nhắn người còn ở phương xa, nhớ về nguồn cội, nhớ về tổ tiên. Ông cha ta thường dạy: ly hương bất ly tổ. Cho dẫu rằng vì cuộc sống mưu sinh phải rời xa quê hương, song gia đình và dòng họ mãi mãi là chốn trở về bình an nhất của tâm hồn những người con cháu chắt của cụ Nguyễn Ngọc Viết, đời 12, dòng họ Nguyễn Ngọc, làm đại quan xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Dần 2022, là ngày húy nhật của cụ. Con cháu của cụ như cây cổ thụ chắc rễ nhiều cành, đâm chồi nảy lộc, tỏa bóng sung xuê và trưởng thành vượt bậc. Con cháu của cụ, trẻ già, trai gái, dâu rể, đang sống ở mọi miền tổ quốc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Hôm nay đã hội tụ về đây tại nhà cụ trường Nguyễn Ngọc Oanh, đời 14, và ông trường Nguyễn Ngọc Yến, đời 15, để tri ân công đức tiền tổ. Đúng 8 giờ, buổi lễ giỗ tổ cụ Nguyễn Ngọc Viết, đời 12 được bắt đầu. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, hậu duệ đời 15, thay mặt ban tổ chức điều khiển chương trình, nêu lý do và giới thiệu đại biểu. Về dự lễ húy nhật của cụ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các cụ là khách mời, tức là có cụ Nam, gia đình cụ Nam, rồi gia đình cụ Văn, để đề nghị ban tổ chức và coi như mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, chúng tôi rất hân hạnh được trân trọng giới thiệu ban tế của dòng họ đã có mặt để tế cụ hôm nay, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là các con cháu chắt của cụ từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, là những người con đang sống ở xa quê hôm nay cũng có mặt ở đây để mình được đón. Cũng xin được trân trọng và cảm ơn tất cả những người con của quê hương, gồm các con cháu của cụ hiện đang sinh sống tại Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hôm nay có mặt để mình được cảm ơn. Vào lúc 8:30, ông Nguyễn Ngọc Viết căn cứ công ơn tổ tiên và ôn lại truyền thống của con cháu cụ Nguyễn Ngọc Viết. Ba là cụ Nguyễn Ngọc Lụ, bốn là cụ Nguyễn Ngọc Lạc, cụ Tư Lạc là nghệ sĩ cho kháng chiến chống Pháp. Năm là cụ Nguyễn Thị San, còn gọi là cụ Nguyên. Sáu là cụ Nguyễn Ngọc Hữu, bảy là cụ Nguyễn Ngọc Côn. Tám là cụ Nguyễn Ngọc Tý và chín là cụ Nguyễn Thị Út, lấy chồng và đã mất từ lúc còn trẻ.
các con cháu chắc chút chít của cụ đã có gần 200 người được sinh ra và trưởng thành, có nhiều người thành đạt, học tập, lao động, phát triển tại quê hương Yên. Cũng có những người ở các tỉnh thành khác như Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, vân vân. Đến thời điểm hiện tại, đời 13, các con của cụ đa số đều đã mất. Hiện chỉ còn một cụ là cụ An Thị Mùi. Đời thứ 13, con dâu thứ 6 của cụ đã gần 100 tuổi, hiện vẫn đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai. Đời 14, cụ cháu trưởng Đông Nguyễn Ngọc Oanh đã mất năm 2017, thọ 79 tuổi. Có một số người đã mất như ông Dư, ông Nguyễn, liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, và một số ông bà khác cũng đã mất. Hiện nay còn ông Nguyễn Ngọc Lưu, 74 tuổi, và một số các ông bà là các cháu nội ngoại của cụ như ông Lưu, ông Thuận, ông Cảnh, ông Long, ông Sửu, ông Ngọ, ông Kiệm, vân vân, và các bà như bà Hương, bà Hoa, bà Là, bà Lý, bà Thơm, vân vân. Có nhiều người đang hưởng chế độ hưu của cán bộ nhà nước, tức là cũng đã trưởng thành và về hưu. Đến 10 năm các chất của cụ có bác trưởng là Nguyễn Ngọc Yến, 64 tuổi, và rất đông các chất nội ngoại của cụ. Chất cao tuổi nhất là bác Nguyễn Thị Lâm, 66 tuổi, bác An Tâm mặc áo tím ngồi đây. Là hiện nay là bác Lâm này cũng đã lên vài cụ, tức là đã có chất rồi. Đấy. Thế là có đến đời 18. Thế có một số các chất của cụ thành đạt. Ví dụ như là bác Tuyển ở Hải Dương là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Bác Duyên là giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, cán bộ tỉnh cũng đã nghỉ hưu. Và nhiều người khác hiện đang công tác, còn đang công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kinh tế, như là các con ông Lưu, con ông Cảnh, con ông Lý, vân vân. Đời 16 là các chút nội ngoại của cụ hầu hết đều đã lớn, trưởng thành. Có cháu trưởng là cháu Nguyễn Ngọc Ánh và rất nhiều các cháu đã và đang học các trường đại học cao đẳng, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, đang công tác lao động ở Hưng Yên và các tỉnh trên cả nước. Trong đó có một số cháu là đang đi lao động ở nước ngoài. Đây 17 là các trích nội ngoại của các cụ hiện nay chủ yếu là còn rất nhỏ, đang ở tuổi học sinh. Cháu trưởng là cháu Nguyễn Ngọc Nhật, tức là cháu nội của ông Hùng Yết. Thế còn riêng chỗ bác Lâm ấy, là đã có đời thứ 18, tức là gọi bác Lâm là bác cụ rồi, tức là đời thứ 18. Thế, năm 2020, sau khi xây dựng và chuyển 40 mộ tổ, thì các con cháu chắc của các cụ đã dự định tổ chức lễ dỗ cụ vào ngày Chủ nhật 19 tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, cũng là để báo cáo tổng kết về công tác xây dựng 40 mộ tổ. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nên cái ngày dỗ năm 2021 đã không tổ chức được. Đến hôm nay 22 tháng 4 năm Nhâm Dần, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022, thì các con cháu của cụ đã long trọng tổ chức lễ dỗ tổ, lễ dỗ cụ. Các con cháu của cụ, người sống ở quê nhà, người định cư nơi khác, những người đi làm ăn, lao động ở các tỉnh thành khác trong cả nước cũng đã tập trung về đây đông đủ ở nhà bác trưởng Nguyễn Ngọc Yến. Các con cháu chắc tập trung về dưới bóng tổ tưởng nhớ tri ân bậc tiền nhân đã sinh thành ra các thế hệ con cháu, sinh thành ra mình. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ngày dỗ cụ năm nay 22 tháng 4 năm Nhâm Dần, các thế hệ con cháu của cụ về đây nồng thành kính lễ, thắp nén hương thơm, cầu nguyện các cụ tổ tiên phù hộ cho các thế hệ con cháu bình an, mạnh khỏe, học tập, lao động, tiến bộ, đoàn kết và gặp nhiều may mắn. Vào lúc 9 giờ, ông Nguyễn Ngọc Nhân, hậu duệ đời 15, điều hành chương trình tế tổ theo nghi thức cổ truyền trang trọng nhất của làng Đại Quan.
vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tứ thập niên tuế thứ nhâm dần hạ thiên tư nguyệt hạ tuần nhị thất nhật nhị nhật hưng yên tỉnh khoái châu huyện đại hưng xã đại quan thôn nguyễn đường tiêu chi hậu duệ tăng tôn nguyễn ngọc yến cúng thừa mệnh mẫu hiệp chữ vị thúc vị kỳ não cập nội ngoại tử tôn ngôn tế đồng tộc đẳng cảm kiệm cáo vu cẩn dĩ hương đăng phù thị quả phẩm hàm mân tứ thành chư nhục đẳng vật chi nghi cúng trần bạc tế lễ kính thỉnh kính thỉnh tổ khảo nguyên quý công quý phúc biết phủ quân chi linh vì tiền biết vì hiếu cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ bá thúc cô di tỷ muội biết vì chư tiên linh vì tiền chính kính cẩn thưa rằng tháng lại ngày qua thì giờ thấm thoát vừa tuần quý nhật kính cáo tiên linh biểu lộ tất thành tỏ lòng sao biết kính dâng lễ bạc vác nước nén hương cách biệt âm dương cúi di thấu nổ cầu tiên linh phù hộ cho cháu chất yên lành được toàn gia an khang ninh nguyễn nguyện tôn thần chứng giám kính cáo thổ công thổ phụ chư linh thần đông trù tư mệnh táo phủ thần quân đồng nai giám cách hối hưởng cẩn cáo sau lễ tế tổ là đoàn đại biểu các vị quan khách và con cháu chắt của tổ vào trước ban thờ tổ tiên thắp hương bái yết tổ đường cây có gốc người nở ngành xanh ngọn nước mà có mùa về cả sông nó sâu người ta xin như trường bầu tiết mấy ngày lành cho con mà tiết lễ tâm thành dâng lên
nhang còn dâng lên bái nguyện tổ xây dựng 4 ngôi mộ cổ và phần công đức của con cháu cụ. Thu từ 7 đầu con trai của cụ là mỗi đầu 1 triệu là 7 triệu. Thu được tiền công đức của các con cháu của các cụ công bà là 21 triệu 300, tổng phần thu là 29 triệu 550 nghìn. Trong niềm vui hân hoan và với lòng biết ơn tiên tổ, ông Nguyễn Văn Tiến là hậu duệ đời thứ 14, là cháu rể của tổ, có đôi dòng tâm sự tri ân công đức tiên tổ.
nên tôi được thiết gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các cụ, con, các bà và toàn thể gia đình mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các cụ, con, các bà và toàn thể gia đình, về dự buổi lễ dỗ tổ hôm nay, riêng bản thân tôi được cảm nhận cái sự vui vẻ, sung sướng, nhiệt tình của các thành viên trong lòng họ tổ chức chuẩn bị lễ vật rất lễ đi các bậc tổ tiên, rất nhiệt tình, rất đoàn kết, rất phấn khởi, cũng không biết nói gì hơn là cũng kính mong các cô, con, các bà tiếp tục tổ chức những buổi lễ dỗ tổ như thế này được đều đặn hơn nữa, để con cháu được gặp mặt, được hoan hỉ, tăng thêm phần đoàn kết và thăm hỏi với nhau. Cuối cùng, xin kính chúc các cụ, con, các bà và toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kết thúc chương trình lễ dỗ tổ, cụ Nguyễn Ngọc Viết, ông Nguyễn Ngọc Lưu, hậu duệ đời thứ 14 phát biểu cảm ơn các vị khách quý và mời các vị khách quý cùng con cháu nâng ly dùng bữa cơm thân hạnh. Xin mời các cụ, các ông, các bà và tất cả các thành viên trong họ nâng cốc để mừng cái ngày hôm nay đã thành công. Xin tiếp tục, xin mời. Trong niềm vui hân hoan vô hạn nhân ngày dỗ tổ, con cháu của cụ từ mọi miền tổ quốc tay bắt mặt mừng, niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt. Con cháu của cụ Nguyễn Ngọc Viết xin hứa với anh linh cụ mãi mãi đoàn kết một lòng, xây dựng dòng tộc Nguyễn Ngọc, làng Đại Quan, xã Đại Hưng ngày càng phát triển. Nguyện cầu tiên tổ phù hộ độ trì cho con cháu, trai gái, dâu rể phúc thái an khang, nhà nhà hạnh phúc. Cầu cho trên dưới đồng lòng đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cầu cho thế hệ trẻ tương lai học hành tiến bộ, đỗ đạt cao trong học tập, vươn mình ra khơi, đem tinh hoa xã hội về xây dựng dòng họ, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Kính chúc gia đình cụ trưởng Nguyễn Ngọc Oanh, hậu duệ đời thứ 14, và ông Nguyễn Ngọc Yến, hậu duệ đời thứ 15, mạnh khỏe, là nơi hội tụ để mỗi khi Tết đến xuân về hay ngày hủy nhật các cụ, con cháu sẽ có nhiều dịp về đây để tri ân công đức tiên tổ. Trên bàn thờ, những nén hương thơm nghi ngút như nghe thấy tâm nguyện của con cháu cụ Nguyễn Ngọc Viết. Hương trầm thoang thoảng, tỏa ngát không gian huyền bí. Chắc hẳn anh linh tiên tổ Nguyễn Ngọc đã hiển thị nơi đây, đã thấu hiểu lời thỉnh cầu.